cô trên Đài Loan. Ủa cái này nghe. Cái cô này hình như nghe quen, cũng có từng gửi cúng cái gì cho mấy anh YouTube nè cả nhà. Cô Chen Huy Hoàng nhất bộ. Hoa tươi cả nhà. Sau cô con heo quay và ba con nghệ sĩ. Bây giờ là hai con. Gia đình nhiều sức khỏe, bình an, may mắn cho cô Chen. Rồi, làm mới sẽ quay cận cảnh cho tất cả quý cô chú xem nha. Hoa mới nha cả nhà. Trắng nha chú chị. Đẹp quá. Rất là đẹp nha cả nhà. Quá đẹp, người đẹp hay hoa đẹp. Quá đẹp. Dạ đúng rồi, tất cả là hoa tươi luôn ạ. Dạ, hoa tươi. Đây là chủ sở. Em Tân Sương nha, nick Facebook của em là Tân Sương. Dạ. Chị Sương, shop hoa tươi nha cả nhà. Shop của mình nằm địa chỉ nào chị ơi? Dạ, shop của em ở ấp 1 Hưng Hòa, huyện Bầu Bàng, Bình Dương ạ. Dạ. Rồi. Rồi mang bông vô đi chị ơi. Ủa sao mình không quay được chị ta? Mình không quay hết rồi. Chị là shop nên chị phải hơi bưng vào thôi. Em gái bị sinh hơi mới vô chứ. Hoa tươi luôn. Mấy mốt quên mấy chị đi từ từ rồi mới được. Chị đi nhanh quá. Mấy chị để đó, mấy chị để đó. Đây ngồi qua đó, cái bình bông ngã mọi người ơi. Đó con Nhi luôn rồi. Để hoa tươi kia đi con. Ơi tấm hình cậu ngã ở trong kia kìa anh. Nay ngã rồi. Ngã trơn luôn. Gió quá chứ. Ôi chết rồi. Chết rồi, hai chậu ở trong ngã hết trơn rồi. Sao nay gió như vậy? Lụm lấy mèo, lụm lấy mèo. Lụm cái đó thôi, bỏ sang cái như mèo. Tôi chú cắm lên nè. Đơn anh. Gió quá cả nhà. Đây nè, anh cắm ngay đây nè. Còn lỗ chưa kìa. Chừng hơi gió nữa. Đang gió quá chừng luôn. Rất là đẹp nha cả nhà. Hai bên hai đèn hoa. Đèn mới của cậu là cũng rất là hoành tráng nha mọi người. Cái đàn hoa này là hoa. Cái gì cũng mới hết. Quá hoành tráng như vậy rồi, hoành tráng rồi đó. Quá cũng hoành tráng. Quá trời hoành tráng luôn. Chạy ra cho em chụp hình đó chị. Rồi. Quá đặc biệt quá. Quá tuyệt vời luôn cả nhà. Trên Đài Loan kính viếng. Quá trời luôn cả nhà. Đẹp lắm cả nhà ơi, quay toàn. Trời ơi rất là xúc động nha cả nhà. Rất là vui. Một năm có nhiều người xúc động luôn. Chị Kiều gửi cô Chen ở Đài Loan. Cô Chen này hình như cũng đã từng cúng gửi mấy anh tên lớn cúng cái gì rồi nè. Nghe rất là quen. Ừ. Mình quay cận cảnh cho cả nhà xem từng bụi hoa nha. Hôm nay gửi vô nào đi cả nhà. Mình gần hóa cho quý vị xá gần Việt rồi. Phải thờ luôn rồi. Thờ luôn được người Việt hóa đẹp. Hoa len, hoa hồng. Mới râu ranh. Cẩm tú cầu. Đây là hoa tươi cả quý vị nhé. Hoa tươi của cô Chén Đài Loan. Có nhập quen không? Cái gì? 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 Cái gì?
Hoa tươi chị em. Hai lẵng hoa do hai chị gái chị xuất qua mang đến cũng giao đây mà lần chị đồng lại số điện thoại số điện thoại là 0973 747 107 à. Rồi số điện thoại của chị gái bên đây, số của chị á, số của chị á, khán giả người ta hỏi là 0867 đó, ai uống cà phê hẹn chị nha. Dạ, cảm ơn mọi người ạ. À. Ảnh có con rồi đó. Dạ, 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 dạ. Dạ. Chào hai chị ạ. Dạ, dạ, chào hai chị. Gửi chưa, gửi chưa? Giao xe luôn nha, cô chú chị. Tôi tiện shop hoa ra ngoài luôn, lên xe luôn. Hai chị giao hoa bằng xe du lịch luôn nha. Rồi, thì hai chị đưa hoa chào thì anh em cũng đưa hai chị ra xe. Mình có qua có lại. Hai chị có gia đình chưa? Dạ, em có gia đình hết rồi ạ. Dạ. Rồi đóng cửa giùm chị luôn. Ghê thiệt. Chia sẻ tiếp tục. Trời ơi, lái xe luôn nha. Rồi lái xe luôn cả nhà. Rồi áo xám lái xe luôn. Cái gì vậy? Trời ơi, con biến luôn. Ờ cả nhà ơi đó, có mấy bạn là bạn biến luôn à. Tự biến luôn chứ không phải con biến. Tới giờ rồi. Hai cái rằng hoa đẹp quá nhưng mà mình ngắm hoa mình phải cảm ơn cô Chen Đài Loan ha. Thì xin thông báo với tất cả cô chú anh chị là hai lẵng hoa này là của cô Chen Đài Loan. Thì thật sự là không biết mặt mũi cô như thế nào nhưng mà thì cũng cảm ơn cô Chen Đài Loan. Tâm mình nói cô ấy thương thì không biết mặt mũi của cô Chen. Không biết mặt mũi của cô luôn. Quá chừng rồi cả nhà. Rồi, mừng mộ của cậu cả nhà mới cả nhà. Tại sao cái mộ lại đẹp quá? Tại vì nó mắc tiền nha cả nhà. Mắc tiền thì nó phải đẹp thôi. Tại sao cái mộ đẹp quá? Chính xác là như vậy. Với lại cũng phần là do cái người thiết kế nha. Thiết kế đẹp thì nó mới đẹp. Cô anh chị ha. Heo sữa quay nha, gà nướng nè, thì mình cũng có mấy anh cũng có cúng đất đai gì đó này cả nhà, quá rượu rồi cả nhà, quá quá chừng quá đó cô chú về đây rồi. Mấy cô mấy chú này cả nhà. Trời ơi chạy thì lòng heo quay được nha cả nhà. Nhân cái video đó là hết toàn bộ video luôn á. Vô chỉnh sửa thì lạ mặt người che bia đỡ. Đó thì mộ của cậu buổi chiều nha cả nhà, thì mình cũng cập nhật buổi chiều để trước khi về cho cả nhà xem nha. Chứ giờ thì cũng đi sắp về rồi nha. Tại vì chiều phải rước chiều phải rước bé. Nói chiều rước bé nên thì giờ mới cập nhật tình hình mộ của buổi chiều cậu nha. Chiều nay thì cậu được rất là nhiều quà luôn đó, đang ăn mừng heo đồ ha, rất là vui. Nó cũng có mình thì tới đây mình sẽ tập trung quay về mộ của cậu nha cả nhà. Cô chú khán giả đến đây thì chỉ chia sẻ về mộ của cậu thì Tiên sẽ quay cho cả nhà xem. Còn như là những cái cô chú khán giả khi mà đến đây có những cái bức xúc nói về gia đình
nhưng chị Hồng Phượng Hồng Loan rồi thì mình xin tạm gác lại nha. Đó, Hoa Duyên thì cũng nói như vậy khi mà cô chú đến đây và chia sẻ những cái vấn đề đó thì cũng không cho nữa, mời cô chú ra ngoài chia sẻ gì bên ngoài thì chia sẻ, còn vô phía trong mộ thì chỉ có trước là để thắp nhang, hai nữa là để thăm quan cái mộ của cậu nó vậy thôi đó. Đó, cô chú người về người đến rất là đông nha cả nhà. Và bây giờ mình xin kết thúc cái video tại đây nha cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký kênh cũng như là like nha, để ra những cái video mới. Chúc cô chú anh chị em đang xem kênh một ngày có nhiều sức khỏe nha, làm việc thì thật là trôi chảy nha.